Gia đình Sen Hồng TV xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay gia đình mình ăn bún riêu cua đồng nha cả nhà. Một nồi nước súp của mình nhìn rất là hấp dẫn và đa dạng luôn. Nó có giò heo, da heo nè, huyết, đậu hũ, cà chua và đặc biệt không thể thiếu ở đây đó là cua đồng. Đây là cua đồng mình đã vớt cái trái ra này cả nhà. Đó, có cua đồng nấu bún riêu cua ăn là phải nói là tuyệt vời luôn. Đó, rất là ngọt nước nha cả nhà. Còn đây là thành phần mà ăn kèm trong bún riêu cua nè cả nhà, thì có rau muống đồng mình bào, nhuyễn ra. Đây là giá, đặc biệt là giá này mình tự trồng nha. Đó, mình trồng theo phương pháp thủy canh này cả nhà. Còn đây là bún, mình đã trụng qua nước sôi rồi nha. Chắc chắn là ăn bún riêu thì không thể thiếu hai loại rau này rồi, đó là ngò gai và rau quế nha. Đặc biệt nữa là chén mắm ruốc thần thánh. Mắm riêu cua mà thiếu cái mắm ruốc này là cái mùi vị nó không có đặc biệt nha cả nhà. Đây là mắm ruốc. Rồi có chanh với ớt kèm theo. Rồi trước tiên thì mình sẽ trụng cái rau muống đồng với giá này cho nó chín sơ qua cả nhà. Rồi mình sẽ trụng vô nồi nước cho nó chín cái phần rau muống nha. Rồi, cho ra tô rồi. Thêm một tô nữa. Rồi mình tiếp tục trụng tô thứ hai nha. Em Đông thì không có ăn rau cho nên là phần em Đông khỏi phần rau muống với giá luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ bỏ bún vô tô nha. Thì theo cái lượng mình ăn mình bỏ nhiều ít cho nó vừa đủ. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nước lèo vô tô nha. Mình sẽ để mọi thứ một ít nè, canh giò này cả nhà, da heo, đậu hũ, huyết heo, cà chua nữa nè. Rồi mình tiếp tục làm tô cho mình đây. Rồi nước lèo thơm phức luôn. Rồi mình múc cho em Đông luôn nha. Em Đăng thì ăn da heo với đậu hũ thôi, với huyết nữa. Rồi cho lên một ít cái cua nữa nha. Em Đăng cũng ăn cua nữa nè. Chuẩn bị thưởng thức rồi cả nhà ơi. Xin mời cả nhà thưởng thức món bún riêu cua đồng với gia đình Sen Hồng TV nha. Xin mời cả nhà ăn bún riêu gia đình mình nha. Ngon quá cả nhà ơi, lâu rồi không ăn, nay nhìn thấy thèm quá. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi mình sẽ cho thêm ít rau, rau quế với nhau gai nè. Hai loại rau này là đúng bài của món bún riêu luôn. Đó, nhiều rau mới ngon. Dưới một ít mắm ruốc vô nha cả nhà. Hương vị đặc trưng của món bún riêu là mắm ruốc, nặng tí chanh nữa. Mình không ăn cay cho nên mình không có để ớt. Rồi trộn đều lên thưởng thức thôi. Ngon quá. Tuyệt vời luôn ha. Quá trời hấp dẫn rồi. Quá bay mùi dẫn lên chịu không nổi luôn. Thôi giờ ăn thôi. Rồi mình ăn ớt, mình cho ớt nha cả nhà. Mình tí chanh chua chua. Mình thích ăn chua chua. Em Đông mình bữa nay ghiền xuyên hoạt hình đó cả nhà, cho nên không có ra ăn cùng với hai chồng mình được nha. Bạn ấy giờ đang mê trống rồi, mê xem TV rồi. Nước bún ruốc. À, ngon quá. Cỡ này nước lũ đang chuẩn bị tràn đồng mới có cua đồng nhiều nè cả nhà. Có ăn nè, chứ bình thường cũng không có cua đồng để ăn đó. Ngon quá hả? Mình bỏ mâm ra nè. Để ngoài ha. Bún ruốc mình chan xong rồi để bên đó. Cộng gãi vậy à? Ăn tô bún riêu này giống như là ký ức tuổi thơ tràn về vậy. Ngày xưa là phải đợi đến mùa nước nè, ăn câu cao câu cua với bắt cua nhiều mới nấu riêu ăn. Giờ tìm tô bún riêu khó lắm cả nhà ơi. Đang dịch Covid đó. Mà cái bán bún riêu chợ không có đầy đủ cho mình. Mời anh em nha. Cua đồng nè. Cái tí mắt này đã. Tô này no. Này hai chồng mình ăn tô khổng lồ. Ăn trừ cơm luôn. Miếng da heo à, miếng riêu có miếng da heo ăn béo nữa. Thôi giờ mình ăn giò. Bài chưa? Giò này là mình nấu mà giò có da nữa mới ngon. Gân, gân mà da ngon. Chan vô, chan mắm tôm vô ăn. Mắm ruốc. Mình múc vô, ta để ớt vô. Cái này mình không có tốn rau gì hết á cả nhà. Rau muống thì cũng rau muống đồng, trước cửa nhà mọc nhóc hết. Giá thì giá tự trồng. Rau quế với rau ngò gai thì cũng do nhà tự trồng luôn. Không có tốn tiền mua rau, mua thịt không. Không khác gì ở quán, ngon ở quán luôn ạ. Mình nấu ăn có chất lượng hơn. to to. Làm cơ bự không thấy không? Không thấy nó nhiều nhưng mà tại rau á, rau giá rất nhiều. Con này nó làm tốt. Bắt không? Không thích. Tôi bự. Tôi cắt lưỡi tôi mới đỡ. Dạo lắm. Chiếu lắm. Người ta bán nó thành cũng á. Đi bán nhiều như vậy. Nó không chiếu. Cũng mấy cái này này đỡ tí. Ăn cũng ngon. Đỡ lắm. Lắm rồi. Cũng bằng. Vậy là hai chồng mình cũng đã chiến đấu xong với hai tô bún riêu siêu to khổng lồ rồi cả nhà ơi. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng còn dư lại chút đỉnh. Quá no. Nhiều quá nhiều. Tại nhiều quá. Ăn rất là ngon luôn á cả nhà. Cả nhà hãy thực hiện và thưởng thức giống như Sen hồng TV nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Chào cả nhà nha. Chào.